Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các ý kiến tham gia của các bộ ngành trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu kết luận buổi làm việc. Sau đây là toàn văn phát biểu quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước hết thì cũng xin thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác, tôi xin gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị những cái tình cảm thân thiết và những cái lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất. Thì Quảng Trị là một vùng đất lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, nằm giữa của khúc ruột miền Trung, với những con người bất khuất kiên trung, luôn có ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Quảng Trị cũng có cái vị trí địa lý, địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng, là điểm tựa lịch sử trong cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, là quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa, chiến sĩ cách mạng, bất khuất. Thì tôi cũng rất xúc động khi đến với mảnh đất Quảng Trị anh hùng, đến viếng thành cổ, thăm nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, và đến viếng các anh hùng liệt sĩ ở hai nghĩa trang quốc gia, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh của cả nước và người dân Quảng Trị cho độc lập dân tộc, có thể nói là trong chiến tranh thì Quảng Trị cũng là biểu tượng của khí chất oanh liệt hào hùng, trên dưới một lòng gìn giữ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước. Trong hòa bình, Quảng Trị cũng đang ra sức phát triển kinh tế, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới, xứng đáng với những gì mình nhân dân đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi cũng thực sự rất vui mừng và ngưỡng mộ về tinh thần nghị lực, ý chí bất khuất vươn lên của người dân Quảng Trị. Đúng là thật khó để mà hình dung một cái mảnh đất nơi đã từng bị bom cày đạn sới, không chườm tấc đất nào, thì nay diện mạo kinh tế, đời sống xã hội của người dân Quảng Trị đã không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đấy, cái đó thì nhận như thế, thành phố tỉnh rất xanh, rất phát triển, cây cối, trước đây thì cồn cát. Đấy, những cái việc như vậy, tôi đúng nhiều lần là đi qua Quảng Trị đây, cái cảm nhận những cái điều như thế thấy rất rõ. Tôi đánh giá cao những cái thành tựu về kinh tế xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tôi cũng rất vui mừng Đảng bộ, chính quyền tỉnh đoàn kết, thống nhất, tích cực triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17, cũng đã ban hành rất nhiều các cái nghị quyết chuyên đề. Trong báo cáo các đồng chí cũng đã nói rất rõ, hiện nay cũng đã đang là trong cái quá trình đang chuẩn bị để mà tổng kết cái nhiệm kỳ đại hội này. Các đồng chí cũng đã nhìn nhận lại, thấy rất vui mừng về những cái kết quả đó. Cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ trung bình của cả nước và cũng đã đạt được nhiều cái thành tựu. Sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng đã được cải thiện. Tình hình thu hút đầu tư, thu ngân sách và tạo việc làm ngày càng tăng. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ hoàn thiện, nhất là cái hệ thống giao thông kết nối. Diện mạo thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm nhanh. Phong trào đền ơn đáp nghĩa với 5 chương trình tình nghĩa thiết thực đã thực hiện một cách thực chất, sâu rộng và có sức lan tỏa lớn. Nhiều hình thức phong phú sáng tạo được xem là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội của người dân Quảng Trị. Cũng rất nhiều chỉ số rất đáng mừng. Đấy, về cái đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội ở đây. 100% các mẹ Việt Nam anh hùng cũng rất nhiều đấy. Và còn đang sống thì đã được phụng dưỡng. Và các cái hoạt động như xây dựng nhà, tặng sổ tiết kiệm, ổn định cuộc sống cho thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sĩ già yếu, cô đơn, đỡ đầu con liệt sĩ, vân vân. Những cái hình thức này các ông chí làm rất tốt. Về văn hóa, giáo dục, y tế cũng được quan tâm và tập trung nguồn lực đầu tư. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế trong xã hội cũng được chú trọng. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh cũng được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Theo cái đánh giá của các đồng chí thì đạt được trình độ phát triển tiệm cận trung bình cao của cả nước. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong phát triển.
đây cũng là những cái băn khoăn trăn trở của các đồng chí, chúng tôi cũng cảm nhận được. Và hôm nay các chia sẻ các đồng chí Bộ trưởng của Chính phủ, của các cơ quan cũng mong muốn là làm sao đấy tập trung tháo gỡ được những khó khăn, những cái điểm nghẽn này để Quảng Trị có những cái cơ hội phát triển bứt tốc. Về mặt tự nhiên thì Quảng Trị là một vùng đất khó khăn, đồi núi nhiều, thời tiết thì khắc nghiệt, thiên tai hạn hán thường xuyên, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nằm ở cái trung điểm hẹp của cả nước, tỉnh rất khó trong cái liên kết để phát triển. Diện tích đất sử dụng còn nhiều nhưng phần lớn là đất cồn cát, đất chua mặn, đất đồi núi chia cắt mạch và có những vùng còn bom mìn chưa được giả phá. Đấy, muốn đưa diện tích này vào khai thác sử dụng đòi hỏi phải đầu tư vốn lớn về kỹ thuật, rồi thủy lợi, rồi để khắc phục. Đây cũng là một cái điểm rất bất lợi mà chúng ta cũng phải vượt lên. Cái này thì thường là để trong phát triển nông nghiệp, phát triển những cái khác, nhưng mà có khi lại là một cái lợi thế trong cái đầu tư và phát triển công nghiệp. Đấy, chúng ta phải biết những cái lợi thế này để chúng ta phát huy. Cơ sở hạ tầng thì còn lạc hậu, quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp, đại đa số doanh nghiệp thì siêu nhỏ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI thì cũng còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cũng ở mức thấp hơn so với mức bình quân của cả nước, nội lực kinh tế và sức cạnh tranh nội tỉnh chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước và tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cũng còn cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh PCI thì vẫn còn thấp, các cái chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị, hành chính công vẫn còn chậm được cải thiện. Công tác quản lý quy hoạch tài nguyên khoáng sản môi trường cũng có một số hạn chế mà chúng ta cũng đã nhìn ra thấy những việc đó. Về một số cái khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh thì chúng tôi thấy là đấy, như cuộc họp này nếu các ông chí phân tích thì rõ ràng lại tỉnh là có một cái lợi thế rất lớn trong cái tiềm năng để phát triển, nhất là cái phát triển cái trong cái thời đại mới, cái công nghệ mới. Bây giờ ví dụ như là đây nói là ba cái trọng tâm, đấy, ba cái đột phá, thì các ông chí ít nhất cũng đã có hai cái đột phá là rất thuận lợi. Cái thứ nhất là về hạ tầng giao thông, nếu đấy nhưng mà trình bày với quy hoạch như vậy thì cái kết nối Bắc Nam Đông Tây là rất thuận lợi. Đấy, tôi lo ngại là lúc đấy nói đùa các ông chí là sợ không có gì để mà chở khi một đường giao thông thuận lợi thế này. Đấy, thì người ta chỉ đi qua Quảng Trị thôi thì rất là không hay. Đấy, phải có cái gì đấy mà của Quảng Trị cơ, đến Quảng Trị và Quảng Trị đi, đấy là cái việc đó. Đấy, đường bộ, đường sắt, bốn tuyến đường bộ Bắc Nam, không có tỉnh nào mà lại thuận lợi thế. Cái vùng đất hẹp như vậy, một cái vùng chung như vậy nhưng mà đi ra hệ thống như vậy vận chuyển, thế rồi là cắt ngang đấy nữa là Đông Tây, đấy, rất thuận lợi. Thế rồi đường thủy, đường biển, ven biển, đấy, rồi đường không, đấy, các ông chí có cảng hàng không, đấy, có đường không mà xung quanh đấy là cũng rất thuận lợi. Thế rồi đường sắt, đường sắt hiện tại đây rồi nay mai đường sắt cao tốc, đấy, nếu mà không phát huy được là cao tốc nó cứ chạy ảo qua là mình chỉ có mất đất. Cái đó là để nhìn thấy cái gì? Cái đó để nhìn thấy các nhà đầu tư, là người ta phải nhìn thấy cái tiềm năng này để người ta đến đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài. Đấy, nếu mà bây giờ phát triển về công nghệ số mà cứ gần sân bay, gần cảng là hay lắm rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái rất quan trọng là hôm nay đấy khai thác được là cái nguồn năng lượng lớn nhất. Mà hiện nay đấy mình cái sức tiêu thụ của mình lại thấp nhất. Mà các nhà đầu tư người ta nhìn thấy cái thuận tiện trong giao thông, chi phí thấp, cái thuận tiện trong cái nguồn điện sạch thì tôi đến rồi. Bây giờ cái yếu của chúng ta nữa là nguồn nhân lực thôi, chất lượng cao thôi. Để tôi là nhà đầu tư thì tôi phải chọn Quảng Trị. Đấy. Nguồn điện dồi dào, điện sạch. Đấy. Vận chuyển lại dễ, thuận lợi. Đấy nữa. Mà đất đây đấy lại chưa phát triển nông nghiệp, đất lại đất cát, đất rồi nó phục vụ cho phát triển xây dựng nhà máy quá tốt. Đấy, những cái thuận lợi ý, bất lợi về phát triển về nông nghiệp, về sản xuất, nhưng mà lại lợi thế trong đầu tư phát triển công nghiệp. Đấy,
không phải quy hoạch ruộng đất, đất lúa, đất cả gì những cái việc đó, thì hoàn toàn là những cái lợi thế, những cái tiềm năng. Đấy, chúng ta rất hy vọng vào những cái việc như vậy. Đấy, trong ba cái đột phá để tập trung tháo gỡ thì các ông chí ít nhất là được có hai cái rồi. Nguồn nhân lực nữa, đấy, với sức học, với sức đào tạo, với thành lập trường đại học, với những cái gì cần cù, học giỏi nữa thì hoàn toàn có những khả năng, những cái điều kiện, những cái nền tảng, những cái đột phá để phát triển là các ông chí đầy đủ. Đấy, bây giờ chỉ làm sao phát triển được lên thôi. Đấy, thì cái điều đó là cái điều chúng tôi rất mừng. Đấy, tài nguyên cũng rất phong phú, sắt, đồng, vàng, titan, vật liệu xây dựng, rồi trữ lượng khí đốt ở dầu mỏ báo vàng, chưa dự đoán được hết những cái trữ lượng của những cái vấn đề này. Đấy, rất tiềm năng như ấy mà. Kết nối giao thông đến cái việc đó, đây là những cái mà rõ ràng là chúng ta rất hy vọng, rất tiềm năng để làm sao chuyển hóa được những cái tiềm năng đó nó trở thành thực tế, đạt được những cái mục tiêu, những cái nhiệm vọng, những cái kỳ vọng. Thì tôi chỉ đề nghị với các ông chí mấy việc, có lẽ thôi ngắn gọn lại bốn cái việc rất ngắn gọn thôi. Cái thứ nhất là làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì cái này thì các ông chí cũng đã có truyền thống rồi. Mà đúng là đấy, với sự lãnh đạo của Đảng, với sự đoàn kết thống nhất thì việc gì chúng ta cũng có thể hoàn thành được đối với việc này. Đấy. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 theo đúng tinh thần chỉ thị 35. Đây là một cái dịp các ông chí rà soát lại. Rà soát lại kể cả những cái định hướng phát triển của tỉnh, rà soát lại những cái kết quả công việc làm được, rà soát lại cái đội ngũ cán bộ thực thi, thực hiện các cái nhiệm vụ này. Đấy, là cái cơ hội, thời cơ rất tốt, một cái nhiệm vụ rất trọng tâm mà chúng ta phải làm. Cái thứ hai nữa là phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, đấy, tích cực cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, thu hút đầu tư có chất lượng. Thì cái việc này rất rõ rồi, đấy, cơ hội của chúng ta như thế mà. Đấy. Nếu các ông chí nói về cảng sân bay đất này, tôi một nhà đầu tư mà sản xuất chip bị bán dẫn thì tôi sẽ chọn Quảng Trị. Vì hàng hóa là vận chuyển bằng hàng không cơ mà. Đấy, có cảng hàng không ở trong phạm vi 50 cây số cái bán kính đó, đất như thế vào thuận lợi, năng lượng thừa như thế không tiêu thụ được thì không có cái gì lợi thế hơn ở đây rồi. Đấy. Các tỉnh khác không có được cái lợi thế này. Đấy. Rồi vận chuyển về cảng, rồi nước sâu cũng có. Rồi kết nối Bắc Nam, kết nối với Lào, kết nối với Đông Nam Á. Môi trường đầu tư kinh doanh, đây là cái rất thuận lợi, các ông chí cần tập trung, tháo gỡ. Cái thứ ba, cũng đề nghị các ông chí tập trung cho cái đầu tư xứng đáng, cho giáo dục, y tế, nâng cao cái đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thể thao, phát triển con người toàn diện. Đấy. Để tạo ra cái nguồn nhân lực tốt. Và cũng là cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu chính của phát triển là thực sự là cái đời sống của người dân. Đấy, là cái đích cuối cùng của chúng ta mà phải thực hiện, thỏa mãn cái nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân và giảm cái, không để cho cái xung đột xã hội, cái mâu thuẫn xã hội, cái chênh lệch giàu nghèo phát sinh những cái mâu thuẫn trong xã hội. Đấy, chúng ta làm được những cái việc đó thì là rất tốt. Và cái thứ tư là đây là cũng là cái đặc trưng của Quảng Trị, tức là Đảng bộ chính quyền tiếp tục nỗ lực cố gắng làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, động viên chia sẻ cả vật chất và tinh thần. Đây không chỉ là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta mà còn là đạo lý trước các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để có được nền độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay. Đây là cái truyền thống, chúng ta không lo làm như thế là đủ rồi. Đấy, không biết bao nhiêu mà đủ, và phải tiếp tục làm những cái công việc này. Đấy, đối với Quảng Trị, đối với những cái vùng đất hy sinh lớn lao như vậy, chúng ta không hề quên quá khứ. Đấy, chúng ta phải có trách nhiệm vào những cái việc này. Thì tôi thấy đấy, với các đồng chí là bốn cái việc như vậy. Thế còn thì hôm nay ở đây thì tôi thấy là các đồng chí cũng có kiến nghị. Đấy, 11 cái kiến nghị các đồng chí đây. Nhưng mà tôi thấy là cơ bản các bộ ngành là cũng đã rất chia sẻ, rất là đồng lòng đồng tâm với các đồng chí. Đấy, bộ các bộ đấy đã làm đấy, hành lang kinh tế Đông Tây này,
rồi cái trung tâm về năng lượng này, đấy, rồi cái phát triển ở Cồn Cỏ này. Còn cái đề xuất nữa là về xây dựng cái trường Lê Duẩn, đấy, với số tiền khoảng 300 tỷ, khánh thành vào năm 2027. Đấy, cái này thì về sẽ bàn. Tôi nghĩ cái này hoàn toàn là khả thi và có làm được. Đây là một công việc rất quan trọng, đấy, trong cái công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao cái giác ngộ. Đấy. Đấy, các ông chí đề xuất về công tác cán bộ, tôi thấy cũng hoàn toàn hợp lý. Đây, chuẩn bị đây, đại hội, các cấp đại hội của tỉnh đảng bộ, chắc chắn Bộ Chính trị sẽ làm việc với các ông chí về vấn đề cán bộ, về vấn đề đấy, văn kiện, về vấn đề này, và trong đó có vấn đề cán bộ. Chắc chắn là sẽ có những cái điều chỉnh, đấy, về quy hoạch, về tính toán, rồi phân bổ cán bộ như nào. Các ông chí đề xuất là một trong những đề xuất là bây giờ rất nhiều các ông chí còn trẻ, đảm đương hai nhiệm kỳ, đấy, bố trí như thế nào hợp lý, trung ương với địa phương, rồi các ngành các cấp chúng tôi hết sức lắng nghe về cái việc này và cũng sẽ làm với các ông chí. Thế rồi là cái bảo tàng ký chiến tranh, đấy, cái này cũng sẽ bàn với các nơi. Thế rồi là cái điểm đến vì hòa bình, rồi cái phát triển hợp tác với Lào, với Cuba, đấy, đây là rất truyền thống, hoàn toàn là chúng ta đã có những cái nền tảng để chúng ta làm cái việc đó. Tôi thấy là cơ bản những cái kiến nghị như vậy thôi. Thì cái này đề nghị là Văn phòng Trung ương sẽ tiếp thu những cái này để tổng hợp, đề xuất ý kiến, trao đổi với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, trên nguyên tắc là tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho tỉnh để góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng và của khu vực cũng như là cả nước nói chung trong cái thời gian tới. Thưa các đồng chí, đoàn kết trong đảng bộ, chính quyền, trong cả hệ thống chính trị và nhân dân là cội nguồn sức mạnh của chúng ta. Tôi cũng mong rằng là các đồng chí giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết với tấm lòng trân trọng đối với quê hương Quảng Trị anh hùng, tình cảm yêu mến đối với đồng bào đồng chí Quảng Trị. Tôi tin tưởng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, ý chí kiên cường, chủ động sáng tạo cùng với thời cơ mới, vận hội mới, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua những cái thách thức, tạo ra cái bứt phá mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt là thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 đã đề ra. Qua các đồng chí, cho tôi xin gửi đến toàn thể đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.